Hi, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng thân yêu nhé. Tranh thủ trời đẹp thì em thương lên sóng cho anh chị các bạn 4 cục cẩm chỉ Canon 3. 4 cục này thì cục đây 23 cân này, cục đây 14 cân, cục đây 8 cân, cục đây 9 cân. Đấy, tổng là được 54 cân. Tổng 4 cục là 54 cân các bác nhé. 54 cân thì cục đây thì nó hơi bị bọng một chút bên trong, nhưng mà còn rất dày mà vân rất đẹp, trơn trụi rất nhiều. Cục đây nếu mà các bác giả đá hay đục chim chóc hoa lá cành vẫn vít. Các bác nhìn vân này, đấy, vân phê lắm anh chị bạn nhé. Thì cục này có chiều cao là được 80, đấy, ngang đây là được 60, đường kính đầu này là 13. Đầu tí em cho các bác xem nhé, chỗ đây là 20. Đấy, còn ngang thì từ đây qua đây là 15 này. Đấy, từ đây qua đây là 16. Đây, vân trên đầu đây các bác này, vân đẹp lắm, vân đây các bác này, nhìn vân nó phê luôn. Rồi, chiều bên đây là được 17 các bác nhá. Từ bên đây qua đây là, từ chỗ này qua đây là 26 này, từ đây qua đây 17. Đấy, mặt sau đây tinh lõi nhá, còn gọi là dính tí xíu rác rồi, chùn sụn đẹp lắm. Đây qua đây cũng 18 nhé. Đây còn cục số 2 đây các bác này, vân này, chấm hết luôn, tinh lõi. Đấy, cục số 2 này thì có chiều dài cũng được 80. Chỗ này là được đường kính, chỗ này được 8 phân, chỗ này 10 phân, chỗ đây là 20 phân. Đấy, và dưới đấy đây là 20-22, cũng tinh lõi luôn. Rồi cục số 3 này có chiều cao được 79. Đấy, đường kính ở chỗ đây là được 9 phân này, từ đây qua đây là 20 phân và từ đây qua đây là 30 phân. Đấy, cục đây thì vân cũng rất là vip luôn, vân chỉ đen các bác nhé. Rồi cục số 4 này, cục số 4 các bác nhìn này, vân quá đẹp luôn. Cục này nó có cái nét nét này, vân vip. Đấy, cục đây thì có chiều cao được 50, ngang chỗ này là được 13, dưới đây 14 và từ đây qua đây là được 36 và dưới đây là được 20. Đấy. Rồi ok, thì em sẽ cho các bác là xem mặt từng cục một nhé. Đấy, trước tiên là mặt sau cục đây này. Rồi, ok, tiếp tục mặt sau cục này này. Đấy, em phải úp này cho nó đẹp, tinh lõi luôn, các bác yên tâm nhé. Cục ba cục thì đặc, còn đâu là một cục này hơi bị bọng, vân nó quá vip. Đấy. Đấy. Đây, để gỡ cục này đây các bác này. Đấy. Cục đây thì nói chung là giả đá hay đục chim chóc hoa lá cành là vip các bạn nhé, vip. Mặt đây các bác nhá, ở chỗ bác xem mặt này, vân này, chỗ quá vip luôn, sự vân quá vip luôn. Hàng này em bao đặc nhá, cái nào bảo đặc là đặc, cái nào lủng bảo lủng. 4 cục 54 cân. Đấy. Đây các bạn, đặc nha. Đặc nha anh chị bạn nha. Đấy, hàng bao đặc đây là rác này. Đây đây này, bao đặc luôn nha. Đấy, đây là chỉ đây này. Hết. Vân bao vip. Để con xem lại cho vân cục đây của em này. Đấy, anh chị thấy không? Quá phê luôn. Nhức nách luôn. Thật sự là vân nó quá đẹp. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nào mà thiện chí liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nhé. 4 cục cả mày 54 cân. Giá bình dân cho anh chị. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.